Chào mọi người đã đến với kênh YouTube Dạy Nấu Ăn Mẹ Sữa. Hôm nay Hoa xin giới thiệu với mọi người một món ăn vô cùng mới mẻ từ thịt bò, món nộm bò cuốn, được ăn kèm cùng với rau sống và tương bần. Nộm bò ăn có vị thanh, mát, ngọt, kết hợp với vị đậm đà của nước tương tạo nên một món ăn vô cùng là hấp dẫn và độc đáo. Đây là một món ăn có rất nhiều chất dinh dưỡng, giúp bổ sung cho bạn sức khỏe tốt nhất trước mùa dịch Covid này. Và mọi người hãy cùng theo dõi video sau đây để được chia sẻ công thức. Và nguyên liệu gồm có thịt bò, bì bò, hành tây, chanh, cà rốt, rau mùi, gừng băm và nước tương bần. Bây giờ mình sẽ chế biến qua nguyên liệu cho mọi người xem nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành luộc thịt bò. Mình sẽ cho một thìa nước mắm để miếng thịt bò đậm đà hơn. Sau đó mình thêm gừng đập sập vào để khử mùi và làm thơm miếng thịt bò. Bây giờ mình sẽ cho thịt bò vào luộc. Miếng mì bò mình mua thì họ đã làm chín sẵn rồi, cho nên là khi nào nước sôi thì mình sẽ tiến hành trần qua. Còn ai mà mua bì bò hẳn còn sống thì sẽ cho luộc cùng với lại thịt bò nhé. Và trong lúc chờ đợi thịt bò thì mình sẽ tiến hành trần hành tây với lại cà rốt qua nước sôi. Yeah!
Trong khi chờ thịt bò chín, mình sẽ làm nước chấm, cho 1,5 thìa đường vào trong tương bần và một quả nước cốt chanh. Tiếp đến mình sẽ cho một thìa nước mắm. Một phẩy năm thìa bột ngọt. Nửa thìa đường. Nửa quả nước cốt chanh và mình sẽ trộn đều lên. Vậy là mình đã chia sẻ xong món nộm bò cuốn. Mọi người thấy hay thì nhớ like và ủng hộ kênh YouTube Dạy Nấu Ăn Mẹ Sữa giúp mình nhé. Chúc mọi người có một bữa ăn ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.